Bây giờ mình là người niệm Phật, mình tu, mình xem lại cái tâm mình đi. Mỗi năm mình có bớt buồn người khác không? Bớt giận người khác không? Bớt là có kết quả. Còn nếu như mà mỗi năm mà càng giận nhiều thì không có kết quả. Thấy không? Tu kiểm nghiệm nghe. Bây giờ mình muốn về cực lạc không? Muốn. Như vậy thì muốn về cực lạc, vậy ở thế gian này trả nợ vui trả không? Hả? À, vui trả nợ hết. Thấy không? Trong hoàn cảnh thuận nghịch gì cũng vui trả nợ hết. Rồi bệnh đau cũng muốn đi tìm bác sĩ không? Ờ, không ít quý vị. Thấy không? Nhớ nè, phải toàn tâm toàn ý tìm Di Đà thôi, chứ không có muốn tìm bác sĩ. Thì nhất tâm nhất ý của mình thì chắc chắn mình sẽ giảng sanh. Hiểu chưa? Ờ, đó. Nhưng nếu mà mỗi ngày mà bệnh một chút thì đi tìm bác sĩ, thì sợ cái nhân nó thành quả sau này, khi cuối cuộc đời. Như cái cô mới đây nè, người ta ở ngoài Phú Yên, buổi sáng đưa đi đó. Mà cái cô này là cô bị bệnh ung thư tử cung. Mà một thời ung thư tử cung với bà là đi mất tiêu hết, chết hết trơn. Mà chết cách nay 5 năm là trong cái phòng ung thư tử cung nó chết sạch nhất hết. Mà còn đúng con của bà này. Mà bà may mắn được người ta tặng cái máy nghe pháp này nè, chiếc máy V52 này. À, rồi bà cầm bà nghe, bà nghe xong thì bà tìm đến chùa mình cộng tu được 3 lần. Bà đặt một cái lo cà rao của chùa và cái điệu lễ Phật. Như vậy mà bà về nghe, bà niệm Phật, bà lễ Phật, mà bà kéo dài thời gian 5-6 năm bà được sống. Rồi bắt đầu là mới lễ Dí Quan Âm đây, làm như cái bà này bà quá tâm huyết thì sao quý vị. Bà nghe những đức giảng bà quá tâm huyết, nói là chỉ có cầm chiếc máy này nghe thôi, mà bà nghe quá trời nghe. Bà nghe mà càng nghe bà càng thâm nhập bà niệm Phật. Bà muốn giảng sanh không? Bà không có muốn cái gì nữa chứ. Không, chiếc máy V52 này, bởi vì chiếc máy này đưa đi hay lắm. À, có nhiều người ta nói mà ta cầm chiếc máy người ta nghe mà ta cười suốt. Nấu cơm cũng cừ, đi đâu cũng cừ, giết chồng nó bộ mày khùng sao mày đâu mày cũng cừ hoài. Kỳ cục ghê, bà nói là chịu không nổi với những buổi giảng luôn. Cừ á, và thầy giảng vui mà mắc cừ á. Rồi bà tự nhiên họ nghe với họ quên buồn, không còn buồn ai được nữa. Rồi niệm Phật, chỉ có chiếc máy này thôi mà trong đây có phương pháp tu rồi đầy đủ hết luôn. Lễ Phật, phương pháp tu, niệm địa chung rồi hộ niệm gì có sẵn hết trong đây. Mà hơn 1000 buổi giảng nằm trong đây luôn. Đầy đủ quá mà cái thẻ nằm trong, không có ai lấy thẻ ra được. Ồ, Nhân Đức làm, Nhân Đức tính kỹ dữ lắm, nói thiệt luôn. Hồi xưa mà Nhân Đức thấy có vị thầy làm máy, ông tặng cho đệ tử không. Vậy mà mấy thằng đệ tử nó lấy thẻ, nó chép cái khác, nó nghe tùm lum. Chính mình nhìn thấy, mình nói ô vậy thì tới đời mình làm máy mình phải tính. Tính mới được. Thẻ trong hết trơn, không nghe thì cho người khác chứ không có lấy cái máy ra được. Không có lấy, không có mở ra được luôn. Nên khi bị đặt cái máy này bị cho người ta là người ta nghe, không nghe là phải đem đi cho người khác. Nhưng mà đã nhận mà không nghe là quý vị gán chịu nghe. Người ta tặng cho mình mà mình không nghe, mà mình bỏ đại cho hư là mình gán chịu nghe, quả báo đó nghe, chứ không có giỡn đâu. Nó phải đi tìm cái người cần nghe đưa cho người ta, mình đã có công nhận. Mà mình không nghe, mình phải có cái công đi tìm người ta đưa cho người ta nghe. Đúng đó. Hiểu không? Còn máy niệm Phật mình mà dư nhiều quá, thấy không? Mình chưa nghe kịp thì mình đi kiếm mình đưa cho người ta nghe, thì mình có phước. Mai mốt tiếp tục sẽ có người đưa mình nữa. Phước báo mà, hiểu chưa? Đó. Quý vị coi như cái đèn bông sen này thôi, nội để bàn thờ thôi, quý vị nghĩ sao? Ông bà mình đang ngồi bàn thờ nheo nhóc trên đó, chưa siêu ngồi trên trên tối ngày chờ cốc ổi mía rim đi cúng á. Thắp nhang rồi cốc ổi mía rim rồi cúng, ngồi trên đợi trên đó. Bây giờ đem cái đèn bông sen này về bắt cái điều hộ niệm để bàn thờ suốt vậy đó. Rồi cứ ngày 2 lần bật những buổi pháp của Như Đức giảng cho ông bà nghe. Nghe giết ông bà ngồi bằng thờ cười hú hí chứ. Ừ. Rồi nghe một thời gian,
Rồi mình đi vô đây nè, mình đi đến đây nè, mình nói nè, hôm nay con đi vô chùa thầy Nhân Đức ở trong đây, chùa Hòa Thượng xây nhưng mà thầy Nhân Đức coi. Từ nơi đó ông bà muốn đi theo đi. Nói trời, tao bị hởm vậy, tao đang chờ mày đi nên tao đi. Hiểu không? Thì người ta là phần vô hình thì người ta lên xe ngon lành, lên máy bay ngon lành chứ không ăn thua gì chứ nghe. Thấy không? Hoặc là người ta trong một ý niệm thôi là người ta đi đến đây rồi. Hoặc là người ta thích đi theo mình thì theo mình nè. Đó, còn nếu không thì một ý niệm người ta là tới đây rồi. Nó hương linh là người ta chỉ ý niệm, còn nên Khổng Lão Vô Tử nó là du hồn mới biết chưa. Du hồn là trong một niệm nên đi đến nơi đó là ngao du được á, du hồn. Nên á, cái đèn bông sen để mà thờ xuyên suốt, bắt điều hộ niệm xuyên suốt luôn để vậy đó. Rồi một ngày hai lần bắt pháp cho phần âm trong nhà nghe, nghe để mới biết được cái pháp này thù thắng. Đó quý vị coi, chỉ có cái máy này thôi mà cái cô ung thư tử cung đó cô nghe. Cô nghe viết rồi cô thâm nhập cô niệm Phật. Vậy mà viết quan âm cô dây cô lại 2000 lại. Cô lại xong rồi quý vị biết cô vô chiến này, cô vô đây là để chi phải không? Đi giảng sanh á. Chiến này đi vô đây từ Phú Yên vô đây là đi giảng sanh, chứ không phải là đi vô đây bình thường. Quý vị biết vì sao Nhà Đức nói câu đó không? Bà làm hình thờ sẵn cầm theo luôn. Nó nói vòng vo hết chứ. Cầm hình thờ luôn, làm hình thờ luôn. Làm hình sẵn hết, chuẩn bị sẵn hết. Rồi ở nhà nói với mấy đứa con luôn là mẹ muốn mắt trong chùa, giảng sanh trong chùa, quý thầy lo đi thiêu. Đây là tâm nguyện nghe chưa? Rồi không? Rồi ung thư tử cung vậy đó mà một mình đi vô đây. Đi vô đây lại quan âm được 2000 lại xong. Lại xong rồi đi vô vòng hộ niệm nằm luôn. Hỏi cả ngày sắp xếp. Cái vòng hộ niệm đâu có phải là ai đưa vô đó nằm đại đâu. Mà bà này bà vô đó bà nằm đó. Vô vòng hộ niệm bà nằm trước trong luôn. Xong bà nằm trong đó bà nói với mấy cô chăm bệnh, bà nói là tôi sắp đi rồi đó. Trời ơi. Ghê chưa? Nói bây giờ tôi có 3-4 chỉ vàng, 6-7 triệu. Đưa cho thầy Nhân An, đưa cho thầy Đức giùm, nhờ thầy Đức lo hậu sự giùm cho tôi. Ghê chưa? Ở đâu xa vờ nghe pháp chưa biết mặt luôn, những đứa chưa biết mặt luôn đó quý vị. Mà nghe pháp những đứa có bận biểu, những đứa có gặp mặt ai đâu, không biết mặt gì luôn, mà chỉ hướng về nghe pháp niệm Phật thôi. Vậy mà vô đây làm hình sẵn chuẩn bị hết. Hồi tối mà tranh thủ cái gì, gia đình con cháu con nghĩ là ở nhà còn người này người kia nên muốn đem cái xác bà về. Những đứa kêu lên, những đứa nói chuyện, những đứa nói tâm nguyện của cha mẹ. Tự nhiên bà nghe những đứa chân thật, những đứa chưa có biết cái gì bả, nhưng mà những đứa nói vậy đó. Tâm nguyện của mẹ, mà bây giờ mình phải làm tròn tâm nguyện mới đúng đạo hiếu. Còn muốn cái gì thì thiêu xong rồi đem hũ cốt về, rồi làm bàn thờ, rồi muốn chôn gì đó là chôn. Nhưng mà bây giờ phải làm tròn tâm nguyện của bả. Chứ hồi xưa có cái bà kia cũng vậy, bà có cái nguyện vậy đó, mà con cháu nó không làm, cuối cùng vậy mà đem cái xác bà về, vậy mà hồn bà đi theo, cuối cùng đi về nhà, vậy mà nó làm cho gia đình chết thêm 2 người nữa. À! Không? Ghê lắm, mới đơn giản đâu kia. Nó cẩn thận kia. Rồi sáng nay đưa đi thiêu cũng tròn tâm nguyện người ta thấy chưa. Mình làm cái gì chứ mình làm tròn tâm nguyện cho người ta là công đức vô lượng, không giỡn đâu. Tâm nguyện người ta bà cảm ơn biết bao nhiêu, mà nói trời ơi con không uổng công con nghe thầy giảng, cuối cùng chính thầy là người giải quyết vấn đề giùm cho con, thấy chưa. Không, những đức nuôi người già, đức gặp nhiều trường hợp lắm. Như bị hởm ông cụ ông, thấy không, mà khi mà đám của ông mà trò mấy thằng con trai nào nấy mặc. Lúc mà tượng ấy đâu, lúc chết rồi đem xác về, mà tâm nguyện của người ta mình cũng hết lòng, mình nuôi người ta mà mình không hết lòng, mà những người còn ở lại ai tin tưởng mình. Mình nói làm, mình làm cho tới chứ giờ mình nói thôi kệ lo tới đây thôi tùy duyên gì, thì cái người sống với mình ai yên tâm sống với mình đây, phải chơi cho tới bờ tới bến không được thì thôi, hiểu không? Muốn gì muốn chứ. Cuối cùng Nhà Đức nói bây giờ ổng có cái nguyện này. Nhà Đức kể mấy câu chuyện đâu đó. Khi mà đem về nó giặt mấy đứa cháu. Người sống thì thôi đi. Người ta mắc rồi phải tròn tâm nguyện chứ, chết rồi mà nó sân si á. Thấy mình làm ngược lại á.
Giống như cái câu chuyện á, thấy chưa? Cái câu chuyện mà ông già này, ông sao làm thiện nhiều á, đúng không, sanh cổ chờ á. Vậy mà khi ông gần chết nói con cháu là khi ông chết làm đồ chay nghe, được sát sanh nghe chưa? Ờ nó dạ dạ dạ, chứ mà nhà giàu quá. Cuối cùng ông vừa chết xong nó nghĩ rằng làm ăn lớn nhà giàu, mà bây giờ làm đồ chay thì bạn bè cười chê, nói gì sĩ diện thế gian mà. Cuối cùng nó làm đồ mặn, nó giết nó mấy con bò, mấy con heo, vài chục con gà, mấy chục con vịt, hai con chó, giết quá trời luôn. Cuối cùng 7 ngày sau sắp sửa mà mặn từng, ổng về ổng nhập vô cái thằng con trai mà con của thằng thứ hai, thằng nhỏ nít đang ngồi chơi với bạn bè, nhập vô đứa cháu lại chỉ vô mặt ba nó mày làm mày chỉ vô mặt tao mày. Xong lúc đó nhỏ nít mới nói chuyện nè, nói tao đã nói với mày rồi, khi tao chết đi làm đồ chay rồi tao, thì sao mày hứa rồi mà mày cãi lời tao. Ê cái thằng nhỏ mày làm gì mày, nói mày muốn cái gì. Trời, sao nhỏ này nó kỳ cục quá trời. Này, vậy mày là ai? Thằng trai á, ổng á, thằng ba này nó mày là ai? Nói tao là cha của mày nè. Trời ơi, là cha của con hả? Gì vậy ba? Nói do mày sát sanh, đúng ra tao sanh cõi vợ thôi, hưởng phước rồi, vậy mà mày sát sanh hại vật mày cúng, cuối cùng tao giữ mấy con heo chứ. Tao giữ sạch mấy con đó, chừng nào mấy con đã siêu thoát hết rồi tao mới đi. Kinh khủng không? Nó cha mẹ mất mà không giúp, Ấn Tổ ngày nói giống như người thế gian thương cha thương mẹ, giúp cho cha mẹ mà giống như là cha mẹ té giếng mà luyện đá theo. Phải luyện đá theo không? Cả đời của cha mẹ mình có khi tạo nghiệp, khi gần chết thì chúng ta lỡ khóc, lúc còn sống thì chúng ta lại ít ngó ngàng vì công ăn việc làm ăn kinh tế, mà mình nói mình không có thời gian về thăm cha thăm mẹ. Rồi khi mà gần chết thì mình lết vô mình khóc, sắp sửa chết thì mình nắm tay mình kéo, nắm tay mình kéo. Giống như có bà già bên kia, bên đầu tràng bên kia, bởi vì những đứa nó ở trong chùa mà không cố gắng, cấm cái tâm ở trong chùa, bà cứ ở trong chùa mà nghĩ cháu bà rước bà. Cuối cùng bà yếu, bà lớn tuổi, bà chưa yếu gì mấy, vậy mà mấy đứa cháu nó vô nhích cái rước bà về. Vừa rước bà về xong quý vị, chiều lại chết queo. Trời ơi là trời, cái nghiệp duyên thấy ghê không? Mà bà chết bà le cái lử, chụp hình nó gửi vô chùa. Mày gửi vô chùa chi mày? Le lử kể bà, tự nhiên mày chụp hình gửi vô hỏi thầy ơi, chúng con thấy sao mẹ con chết bà le lử kỳ cục ghê. Hỏi mày về mày làm gì mà nói bả le lử chứ. Nó lúc mẹ con gần chết, 4 đứa con, 2 đứa 2 tay 2 đứa 2 chân nó gịch. Nó gịch, mày gịch bả le lử là phải ngồi. Chỗ là tở. Nó gịch, nó khóc quá nó gịch. Nó gịch bả rồi nó nhặn cái ngực bả, nó đè bả. Kêu mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi, nó quặt bả, nó hắt hắt bả. Cuối cùng bả chết. Bà le cái lử ra, trời là trời, nó chụp hình nó gỡ vô kêu thầy cầu siêu giùm, nó mày cầu siêu đi. Tao nói bảo ông gheo cầu siêu cái gì. Rồi bởi vì quý vị thấy chưa, mình tuổi già mình kiếm cái nơi mình đi đến để dưỡng cái tuổi già mình, sau này mình siêu thoát. Con cháu mình nó không biết tu á, mình dù niệm Phật nghe mà nó quặt mình một phát là rớt á. Tại vì mình chưa đạt được công phu sanh tử tự tại, mình phải được sự hỗ trợ. Ví dụ như bị trong chùa đi, khi bị cặn tử nghiệp, như Đức bước đó, như Đức nói niệm Phật giảng sanh, nhớ không? Hỗ trợ thì có ai đụng chạm mình đâu. Còn ở nhà thì một là đưa đi bệnh viện, còn hai là còn nước còn tát, nó tát giết mà mình le lử luôn chứ đừng nói là tát, hiểu chưa, ghê chưa đó. Nên quý vị biết rằng mỗi lần mà đáo là như Đức đều nói với mấy đứa con, Đức nói là về làm trai nghe chưa, niệm Phật hồi hướng nghe, mua gạo cho người nghèo nghe, đặt máy nghe pháp cho người ta nghe, tu phước duyên để hồi hướng cho mẹ cha nghe không. Mỗi năm đám dỗ không có được làm đồ mặn, muốn ăn mặn thì ăn cái ngày khác, cái ngày đám dỗ, cái ngày cha mẹ chết đừng có ăn, vì cha vì mẹ một chút đi nghe,
Gì đó. Không, mà cái mặt như Đức gì chứ hù nhiều người sợ lắm nha quý vị. Hù nhiều người sợ tới ghê. Mấy ông cụ già mà mấy con kinh kênh không xuống như Đức nào mẹ. Xong như Đức giải quyết vấn đề. La thằng kia, cái kia cũng sợ. Cũng sợ, còn mấy thằng đi vòng vòng sau lưng như Đức làm nè. Mấy cô vô chùa, mấy cô nói trời, sợ quýnh thầy thấy ghê. Đi kinh kênh sau lưng, không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Trời là trời nuôi người ta, có khi những người ta biết ơn, người ta cảm ơn. Có những người ta không cảm ơn mà người ta còn hỏi sao mà cha mẹ tôi chết. Nói bây giờ già thì chết chứ không lẽ mày cũng chết để cho đừng có nói chi mà già. Chỗ là trời nuôi, lúc nuôi mày không có tới đâu. Mà lúc chết mày hỏi nuôi sao mà chết. Mày cũng chết để cho đừng có nói chi mà già mà không chết. Ngộ ghê, nó hỏi nhiều câu kỳ cục đấy ghê. Hiểu chưa? Nó nên từ nó đó không phải chuyện đơn giản đó quý vị. Nên con cái á, con người ta lo làm ăn giết rồi có khi người ta không có biết gì cái đạo nghĩa đó quý vị à. Không có biết. Không biết làm sao lại giúp ông bà cha mẹ chứ á. Nó người ta làm theo kiểu cách thế gian thôi à. Có khi chết xong rồi bắt đầu là kêu vàng trống, vàng kèn, vàng đờn đến nó thổi mà mình rầu rĩ mà muốn đứt ruột vậy. Thổi ôi trời ơi, mình đó là cha mẹ chết mình khổ là chết luôn mà nó thổi ôi tê tảm chưa. Rồi bắt đầu nó hát, nó kiếm vàng nhạc sống về nó hát. Ôi trời, giống như mà chết rồi bắt đầu là nó nghĩ ở trong nhà này đỡ một chén cơm hay sao. Hát đó là vui, mà đã là cha mẹ chết mà hát cái gì trời, hiểu không quý vị? Coi đúng không? Đó, mình phải hiểu chứ tự nhiên à. Nhưng mà cái tục lệ thế gian làm nhiều quá, nó làm theo nó. Rồi bắt đầu là có nhiều người, quý vị thấy thê thảm không? Mình vừa chết xong rồi bắt đầu là kêu người ta lỡ coi ngày, lỡ coi ông này, ông lỡ ông coi bấm 2 tiếng sau liệm tốt. 2 tiếng không niệm Phật niệm gì chứ đi liệm liền, hiểu chưa? Nó tốt, bấm 2 tiếng sau tốt. Dạ thưa, 3 tiếng thì sao? 3 tiếng bấm 3 tiếng có người chết theo. Cha ơi, vậy thì 2 tiếng liệm liền, không trễ 1 giây. Nó lạ kỳ chưa? Nó không có biết cái gì là giúp hết trơn. Nó nên quý vị thấy không, thê thảm đời mình chưa? Nên mấy bà già kiếm chỗ đi thấy không, nuôi nó lớn rồi, bây giờ cứ vợ gả chồng cho nó hết rồi, đừng có rửa mông cho nó mà bây giờ đi rửa mông cho cháu nữa nghe. Kiếm chỗ đi nó. Giờ chùa nó rộng đó, rồi bên kia cắt thêm kìa, mấy dãy nhà ở cả ngàn người kìa, phòng ốc nhà vệ sinh đồ đầy đủ hết trơn á, nhà mới, chùa mới bên kia kìa. Rồi hòa thượng chuẩn bị xây cái đậu tràng nữa kìa nó. Chuẩn bị xây nữa nó. Tôi đem mấy bà già ở khắp 4 phương về đây lụm về đây hết, nghe không nó, mấy bà già Ai ơi, mấy chục năm cuộc đời của mình nó khổ vì con vì cháu rồi, bây giờ mình tìm nơi chốn bình an đi về đi. Chứ đừng có ở nhà chi mà cứ rửa mông cho cháu tiếp tục. Nó nài nỉ mình ra nói mẹ ơi mẹ, 2 vợ chồng con bận bịu quá mẹ ơi, mẹ cố gắng rửa mông giùm cho thằng thứ hai đi. Rồi nó lớn một chút nữa con gửi nhà trẻ, mẹ muốn đi đâu đi. Mình rửa mới có chưa vậy trơn thì vợ nó có bầu nữa. Trời ơi, nó vớt mình mà cho mình chết. Thấy chưa, mà mình dính mắt đứa cháu mà mình không đi được, thấy không? Thôi già rồi, kiếm con đường đi. Nó, mấy bà cụ già miền ngoài rồi đó. Nó đầu thấy một cái nơi gì đặc biệt, gặp ông thầy cũng gan nữa, lo nhiệt tình hết mình. Bây giờ Đức chỉ quý vị nè, có cái cách mà nhiều người ở ngoài đời mà sau này vì siêng năng niệm Phật mới bị cũng có cơ hội được vô chùa. Những đứa còn sáng suy nghĩ ra. Bây giờ á, quý vị ở ngoài đời mấy bà già già đó, hay người trẻ gì, ai biết chết bất tử thì sao?
ghi 3 tờ di chúc. Một tờ quý vị gửi cho cái người nào mà quý vị chắc chắn nhất, đặc biệt nhất. Một tờ gửi cho con cháu trong nhà. Rồi mình thường nói cái tư tưởng mình lên cho nó nghe vậy đó. Nó nghe không nghe kệ mồ nó. Tại vì nó không có nghe mình đâu, nhưng mà mình phải nói để làm bằng chứng, hiểu chưa? Rồi mình gửi một tờ di chúc cho bạn bè thân hay người thân bằng quyến thuộc, mà mình dặn dò, mình nói đây là tôi nhờ, nghe chưa? Tôi nói tôi nhờ nghe, giúp giùm tôi. Nếu mà không làm đúng như lời tôi là tôi bẻ cổ ông. Thử coi sợ không biết. Xanh mặt xanh bày không biết. Bữa tới gian nó sợ dữ lắm. Nó trời ơi trời, chị nhờ là tôi làm liền. Chị làm gì mà chị nói bẻ cổ tôi sợ quá. À, tôi nói vậy đó, làm cho đúng đi tôi giang hộ. Làm mà sai được tôi bẻ cổ cho mà chết. Xanh mặt xanh mày, hứa rồi là giữ tấm di chúc này nghe. Hiểu không? Rồi, một tờ đem vô đây đưa cho mấy ông thầy. Biết mình gần chết rồi, vô đây. Đưa cho mấy ông thầy. Những đức mới kêu mấy ông thầy, ông đặt cái máy quay phim. Ông quay lại, mình đọc tờ di chúc đó là tâm nguyện của tôi. Trước khi giờ này tỉnh táo rõ ràng, tôi đọc rõ ràng cho nghe. Quay lại. Rồi đây, đây là tiền bạc vàng dòng tôi có được. Đây là rõ ràng quý thầy không đòi hỏi, nhưng đây là tôi cúng dường tam bảo. Giờ này là tôi đang tỉnh táo, tỉnh lắm luôn. Nên không, tôi cúng dường tam bảo để thầy lo cho tôi. Rồi tạo phước duyên để mà đem phước báo này tôi hồi hướng về cực lạc. Nó đọc tờ di chúc, đây là tờ di chúc rõ ràng, chính tôi đọc ra, chính tôi ghi, không ai bắt buộc tôi hết. Hiểu không? Đọc lên rõ ràng, quay là hết hoàn toàn. Còn cái có muốn lạng quạng đến nói này nói kia thì cái tờ di chúc mà mình gửi cho cái tên mà không đưa ra là bẻ cổ đó. Nó đem lại một tờ thì con cái giữ, nếu đứa con không đưa ra thì cũng còn người kia. Thì dính vào cái tờ di chúc mà đem lại đây đưa cho ông thầy rồi đọc ra nữa, nó quá phù hợp thì đưa dưới pháp luật á, thì không còn nói được dòng do gì nữa. Muốn lo cho con người thì phải tính nghe vị, chứ không phải giỡn đâu. Nói pháp luật là khó nói á, nhưng mà không có bằng chứng gì nói tại sao bà già đến đây mà chết. Nói ra sao mình nói đây. Nên nhà Đức nói quý thầy trong chùa mình mỗi bên nuôi đạo tràng phải biết á, gặp những trường hợp mấy bà già bà yếu thì cái nguyện của bà cũng tội nghiệp ghê. Thì mình quay lại liền, lấy cái máy viên quay liền. Lúc đó bà yếu mà bà còn nói được, nơi là tôi từ xa đi đến đây vì nghe pháp thầy Nhẫn Đức mà muốn ở trong chùa để được thầy lo, nhưng bây giờ hơi tàn lực kiệt gần chết đến nơi rồi. Tôi nói vài câu này là con cái vô cảm ơn thầy. Thầy nói gì thì mày nghe cái này. Hiểu chưa? À, mình quay lại kêu bà nói à, thầy nói cái gì thì mày nghe cái này. Mày mà cãi lời thầy tao đá chết cha mày. Mày biết. Hiểu chưa? Nói gì chút đàng hoàng rồi quay lại. Thầy nói gì nghe cái nấy, vô thầy kêu làm gì làm cái nấy, mày không được cãi thầy. Tao còn nghe thầy, mày là cái dạng chứng nước mà mày dám cãi thầy hả con? Hiểu chưa? Nói thì mấy câu gì cho bất cười chơi vậy đó. Hiểu không? Rồi quay lại hết. Lỡ nó vô đây nó này nói kêu nè. Bà vô đây mà bây giờ tôi hỏi anh, nhà của anh á, nhà của anh mà người già gần chết đến anh dám chưa không? Tôi chưa là cái điều đó là anh phải lại anh cảm ơn chứ đừng có nói. Anh dám chứa cái người ta già đến nhà không? Mà tôi chứa. Rồi mắt mà tôi để trong đây, nhà anh dám làm đám ma người ta trong nhà không? Ít ai dám làm điều này đâu mà tôi làm. Đi đến đây mắt tôi đưa quan tài ra luôn. Hiểu không? Rồi tôi liệm luôn, người trong chùa tóc luôn. Còn gì nữa sợ. Hiểu không? Nhiệt tình vậy còn gì nữa, bị coi có ai dám làm điều này không? Mắt mà hộ niệm xong rồi có quan tài đưa ra luôn, rồi trong chùa tắm luôn, ở trong chùa liệm luôn, rồi xe chùa chở đi luôn, có gì nữa. Ở là trời. Có gì còn nói gì nữa vậy quý vị? Này đúng là chọn gói luôn á, nó thiệt luôn á. Đúng là nuôi người mà nuôi đến mức cực điểm luôn, còn gì nữa. Quá đầy đủ. Đó, thấy không? Đó là những Đức nói quý vị ở phương xa nghe mà không đi đến đây được đó. Nó làm theo cái cách những Đức chỉ đó thì đi đến đây thì những Đức cũng lo được đó, chứ không phải không được đâu. Hiểu không? Bây giờ chùa mình mỗi bên đều có phòng hộ niệm hết rồi. Bây giờ mình phát triển đi, trời, cuộc đời mình sống mấy chục năm mà chết queo rồi. Những cái gì làm được là làm đại đi.
nó làm cho tới bờ đi, tới bến luôn chứ đừng có sợ gì chứ. Tầm thiện mà sợ gì? Thấy không? Được chưa? Còn lây quay dưới hoa âm nữa nè. Bữa nay là còn có... Ủa bữa nay còn có 18 ngày nữa hả? 18 ngày nữa phải không? Ừ. 17, 18, 19 không? Còn 19 ngày nữa. Còn 19 ngày nữa, nay 28 à. Còn 19 ngày nữa. Đúng rồi, còn 18 ngày rưỡi, nay giờ này nửa ngày à. Tính kỹ luôn, hiểu không? Giờ là tôi nói là quý vị chuẩn bị một trận chiến tiếp nối 3 ngày. Hiểu chưa? 17, 18, 19 nghe không? 3 ngày nghe. Ngày âm lịch phát động trình lên. Mấy cô trưởng đoàn Đông Tây Nam Bắc nước ngoài vô. Thấy chưa? Đã phát động tu mà phải phát động chứ. Hồi xưa đám cưới mà còn rầm rầm, không chưa cái giờ tu. Hồi xưa đám cưới mà còn rầm rầm mà sống nhau có thời gian chia tay. Còn bây giờ tu mà làm sao không rầm rầm được. Tu còn rầm rầm dữ hơn, háo hức hơn, đúng không? Đó, nên phải là tính toán rồi, phải đưa chương trình rồi lên nha. Đó, có cái cô kia nước ngoài mà cô về mà cô dẫn 300 người đi. Ghê thật chứ, dẫn nhiều cái sớm mà luôn. Cốc nhai đường mà dẫn sạch. Bà nói công nhận được mấy thằng cốc nhai đường đó lên nó nghe thầy giảng nó phái tới ghê. Tự nhiên nó vô chùa nó nghe thầy giảng nó cười, nó phái quá trời phái. Chuyến trước đi có 220 người mà chuyến này nó đòi hơn 300 người. À, bà nói là nó dẫn đi xong á nó về nó bà nó rủ mấy thằng bạn nhậu, nói công dặn ông thầy nhậu ông giảng hay tiếng ghê mày luôn. Mấy bạn nhậu đi theo quá trời luôn. Bà nói lần này bà dặn hơn 300. Bà nói là văn toàn là văn là mà thầy biết không, là nó là chợ búa đồ ghê lắm đó thầy ơi. Đụng tới nó là nó xẹt 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 cái đó. Nó trời nó vô đây kìa nó xẹt tôi chết luôn. Hiểu chưa? Nó hâu rồi nó nghe thầy giảng nó khoái lắm. Nó nói là thầy giảng vui quá trời vui nó phát. Mà vậy mà nó lại 2000 lại đó thầy. Ghê không quý vị? Đúng là mấy người đó nó ghê thiệt chứ không phải giỡn đâu. Kích thích đó quý vị. Mình nói về trượng phu mà sao không lại? Nó lại luôn. Cuối cùng nó lại xong 2000 lại gì nó hứng lên. Nó la sùm cả sốt. Nó chiến này tôi đi tôi lại 2000 lại Quan Âm luôn. Nó tự nhiên bà nói là dẫn đi về tự nhiên nó chuyển cái nghiệp. Tự nhiên nó chuyển nghiệp. Đúng là cái danh hiệu Quan Âm này không đơn giản quý vị. Chuyển nghiệp lạ thiệt. Thấy chưa? Nó bởi vì cái pháp hội này đúng là cái pháp hội số 1. Cái pháp hội số 1. Nghe không? Cái người mà giữ cái pháp hội này thì cũng không phải số 2. Cái người mà giữ pháp hội thì cũng số 1 luôn đó. Nó thiệt luôn á. Nhưng Đức nói nghe mấy cô là cái dạng số 1 không. Không có ai số 2 chứ. Nghe chưa? Ôi ôi mấy bà đeo tới tới bờ tới bến mà. Bà là tá lả âm binh luôn. Cái bữa mà lại mấy điểm chùa bên kia đó quay mấy cô trời mình thấy mình coi mình cũng xúc động. Mấy bà đeo thêm mấy bà lễ mấy bà la bà nào bà nấy tóc tai bùm xùm quá. Lễ quá trời lễ luôn. Mình thấy là công nhận mình cũng vui thiết ghê nghe trời. Trong cái cuộc đời mà tự nhiên mình gặp những người bạn gì đâu mà đồng hành thiết ghê thiệt chứ. Không mà mình thấy gì mình vui nghe quý vị. Không cuộc đời mình mà gặp những bạn chịu chơi vậy mà chịu chơi tu. Chứ không phải là ăn chơi. Mà chịu chơi tu. Ăn chơi gì đâu. Mình thấy không? Bây giờ bị về chùa mình bị thấy có bao giờ mà như Đức dẫn mấy cô mà đi ăn đi uống gì ở đâu có bao giờ đâu chở về chùa bắt mấy bà tu không có mấy làm gì đâu hiểu không lại Quan Âm bà nào bà đấy lại trong tóc tay bùm xùm. Quá trời luôn quay phim là sắp sửa làm phim ra đó không bây giờ mấy cô này nổi tiếng lắm nha mấy cô mặc tiền nổi tiếng thì ghê mà nhiều người ta bình luận người ta nói là vô cùng ngưỡng mộ mấy cô. Ghê thiệt chứ. À, đó nên có mấy chú nữa mà mấy chú ít quá. Không mấy chú ông nhường mấy cô. Nam Nhi đại trượng phu nhường cho phái nữ phía trước luôn.
Đó, thấy chưa? Hiểu không? Trời ơi, quý vị biết rằng không, giảng hồi nãy giờ có gì đâu. Có gì chứ. Có chứ mà làm gì cười hoài, không biết cái gì cười luôn. Có cái bà kia, bà nghe như Đức giảng cho bà nói nè, con không hiểu, con không hiểu là con cười cái gì. Bà, tự nhiên bà gặp như Đức, bà nói là con nghe xong rồi con không hiểu là vì sao con cười. Xong rồi Nhân Đức nói, miễn bà cười là được rồi chứ cần gì hiểu. Đúng là gặp mình trả lời ghê thiệt chứ. Tự nhiên bà gặp mình, bà hỏi là con không hiểu lý do vì sao thầy giảng mà con cười hoài. Rồi Nhân Đức nói rằng là cần gì phải hiểu, miễn cười là được rồi. Đó, thấy chưa? Đó, thật sự mà nói không biết làm sao á, không biết cái lý do gì mà chúng ta cười nữa, mà cái chuyện mình nói đó cũng không có gì phải cười. À, thì ra tôi hiểu rồi, tôi hiểu vì sao mấy bà cười rồi. Thôi đừng nói nữa. Thôi đừng nói nữa, hiểu chưa? Thôi đừng nói nữa, chúng ta về cực lạc rồi nói. Hiểu chưa? Nhân Đức nói á, nụ cười là quan trọng nhất của đời người. Niềm vui nó xóa tan cái nỗi buồn trong cõi lòng, nỗi buồn trong cõi lòng nó xóa tan niềm vui. Hiểu chưa? Vậy thì quý vị để cái gì trong cõi lòng quý vị? Niềm vui. Để niềm vui trong cõi lòng thì nỗi buồn tan biến. Mà nếu quý vị để nỗi buồn trong cõi lòng thì niềm vui tự mất đi. Vậy thì quý vị đi đến đây là đem niềm vui trong cõi lòng. Nên hai ngày đi đến đây nghe pháp thứ bảy chủ nhật là đem niềm vui để trong cõi lòng. Nên năm ngày kia nỗi buồn tan biến. Thấy chưa? Đó, nên từ nơi đó mà mình nói đơn giản thôi mà người ta vỗ tay. Kỳ vậy đó. Nên quý vị biết rằng quý vị cứ lấy cái đơn giản này nhất đi. Chúng ta bây giờ suy nghĩ nhiều quá, toan tính đủ chuyện hết rồi, không có thời gian để tính tới Phật Pháp nổi đâu. Nên lọc Phật Pháp đi. Nên đem văn tự trong nhà Phật lọc lại thành văn tự gọi là chánh văn gần gũi nhất cho nhân sinh dễ tiếp nhận. Chứ đừng có lấy chánh văn trong kinh để nói hoàn toàn, nghe không nổi. Mà đem chánh văn đó để làm chánh văn cho nhân sinh tiếp nhận, dễ nghe, để khi người ta nghe pháp người ta không có căng thần kinh. Ngày xưa, người xưa khi người ta nghe pháp thần kinh căng thẳng, người ta suy nghĩ ra được. Còn mình bây giờ căng bậy bạ nó đứt luôn. Thời gian thứ bảy chủ nhật sắp xếp được đi đến đây nghe pháp, mà nghe pháp mà gương mặt tươi rói còn thích đến nghe. Còn bà nào nghe cũng là câu này nó sao ta. Rồi cầm theo cuốn sổ với cây viết, nghe, ghi lại. Những người nghe pháp nó không có một cái nụ cười. Còn quý vị, những đứa thấy vị nghe pháp toàn là những người giác ngộ không? Cừ tá lã âm binh là giác ngộ chứ gì. Người ta trong cái cuộc đời này người ta lạ ghê á. Tự nhiên tu hành không có cừ gì hết trơn thì người ta lại nói nghiêm túc. Tôi không có cần nghiêm túc gì đâu, tôi cần cừ. Được không? Cừ là tu phái á. Kệ mấy người muốn nghiêm gì đó nghiêm đi. Nghiêm túc và đúng nơi đúng chỗ. Cái nơi vui thì cần vui thì vui. Đơn giản thôi, lễ viết Quan Âm. Lâu lâu những đức lễ, đức chọc cái vị cừ, cái vị lễ khỏe chứ gì. Ta nhìn coi là khuyên thấy rõ ràng. Đang lễ mệt muốn gần chết luôn. Vậy mà những đức nói một câu, sắp chết rồi. Bà nào cũng cừ, bà cừ lên bà lễ quá trời luôn vậy đó. Thà mà nói đại một câu mình sắp chết rồi, đại cho bà cừ đi. Vậy mà bà lễ bà không biết mệt. Hoặc là những đức lâu lâu những đức sướng thêm một câu, đã là lại thêm lại mà. Đâu phải những đức bỏ một lại Quan Âm đâu. Gần cuối cùng những đức lại một câu, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cố lên.
Thì Nhất Tâm Thánh Lễ Nam Mô cố lên. Vì nói trời ông thầy này tự nhiên ông lễ ông chế thêm cái câu đó tội chết. Thôi tội đi tôi chịu chứ. Tôi chịu tội đó chứ. Cho chúng sanh người ta vui để người ta tu, người ta lễ Quan Âm thì chắc Quan Âm ngày nói tội nghiệp nhỏ. Nó gì lại danh hiệu mình mà nó nói cố lên nó chịu tội. Như vậy thì ta cũng dùng một miếng nước cam lộ chế xuống cho mày hết tội. Hiểu không? Vì người ta mà tội gì? Phải chi mà những đức niệm cái câu đó mà những đức bỏ một danh hiệu Quan Âm thế vô. Còn này những đức niệm một danh hiệu đó để cho người ta vui, người ta lại thêm, người ta háo hức. Quý vị làm cái gì mà háo hức thì quý vị thấy làm thích không? Còn làm cái gì mà quý vị đơ người sao làm được? Thí dụ như bây giờ mình ra mình làm việc gì đi, mình nhổ cỏ hay trồng lúa đi, mình vui mình trồng đi, mình trồng nhiều lắm á. Còn kiểu mà mình ra mình trồng mà mình giống như là kẻ thất tình vậy. Nguyên một buổi trồng có mấy cây lúa, còn người ta trồng nguyên một mảnh lúa luôn. Người ta vui, người ta làm lia lịa chứ, hiểu chưa? Nó nên nghe pháp hay là làm cái gì cũng gì phải cần có cái sự háo hức. Quý vị biết rằng cái căn tính mình bây giờ đâu phải là cái thờ thiền định. Phải chi mà cái thờ tượng pháp mà quý vị vô pháp hội bị cừ thì người ta không cho. Phải cái thờ tượng pháp là cái thờ tu thiền thành tụ. Còn cái thờ mạt pháp là cái thờ niệm Phật thành tụ. Mà cái pháp niệm Phật này là cái pháp sống động, cái pháp nhân sinh, cái pháp mà căn tính nào cũng tu được. Từ nơi đó mà Phật A-di-đà lại là một cảnh giới an lạc vui nữa. Vậy thì cái pháp niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Quan Âm là con người phải cười nhiều mới đúng. Hiểu chưa? À, cái pháp niệm Phật là người phải cười nhiều mới đúng. Thế vậy để ý đi, cái người nào mà hướng dẫn niệm Phật mà người đó mặt nghiêm là không phải người niệm Phật đâu. Quý vị coi từ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không được gì, đều là những người vui vẻ dễ tính. Hòa Thượng Hải Hiền đều toàn là những vị mà chuyên niệm Phật, là những người dễ tính vui lắm. Hòa Thượng Hải Hiền ngài là hòa thượng mà người ta đi đến chùa ngài gặp ngài kêu: "Ô Bồ Tát đến, Bồ Tát đến nè, Bồ Tát đến niệm Phật phải không?" Người ta đến mà người ta kiếm hòa thượng mà thấy ông chui xuống dưới đất ở dưới ông móc gốc cây. Ông bước lên là ông lấy ghế cho người ta ngồi, quý vị coi. Rồi ông ngồi sộp xuống đất ông nói chuyện với người ta. Ông có câu nệ gì đâu. Nó người ta tu vậy đó mà người ta giảng sanh để là toàn thân xá lợi. Hiểu không? Còn hòa thượng Tịnh Không thì gần gũi ngài, ngài cái gì tột tột tột. Ngài cười vui vẻ hoan hỷ đúng không? Nó cái người tu tịnh độ là cái người phải tu dễ tính. Tại vì pháp niệm Phật là gì đó, Phật A Di Đà ngài vui lắm. Quý vị biết một ngày không? Danh hiệu của ngài thì biết cái hành động của ngài rồi. Vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng quang hỷ. Đã là vô lượng quang hỷ thì Phật A-di-đà là người sao biết rồi. Phật A-di-đà mà đến quốc độ nào là quốc độ đó vui à. Ví dụ như Phật A-di-đà mà ngày đi đến đâu là cái sự bố thí cúng dường của ngài rộng lắm. Nên ai cũng quang hỷ, nên người ta mới đặt ngài là một vị Phật vô lượng quang hỷ. Nghe chưa? Đó, sự ban bố của ngài cho người ta ai cũng vui. Nên cái danh hiệu của ngài không phải ngài đặt, mà danh hiệu của ngài là khi ngài quá độ một quốc độ nào đó được chúng sanh đặt cho đó. Nên ngài có nhiều danh hiệu là vì ngài đi quá độ vô lượng chúng sanh. Mỗi lần đến một quốc độ thì có một danh hiệu. Hiểu chưa? Đó, nên mình tin chắc 100% Phật A Di Đà là một vị vô cùng hoan hỷ, vô cùng phóng khoáng, rộng rãi, không có keo kiệt. Hiểu không? Như vậy thì mình là người niệm, mình là đệ tử Phật Di Đà, đệ tử niệm thầy mà không học thầy. Nên cái người mà keo kiệt niệm A Di Đà Phật giết là hết keo kiệt. Vì niệm cái quả giác của Phật A Di Đà để sanh cái quả giác của mình tự tánh sanh ra, nên mình làm sao keo kiệt. Đó, nên câu Phật hiệu này rất là hay. Từ một người keo kiệt niệm giết hết keo kiệt, từ một con người buồn phiền niệm giết vui vẻ, từ một con người ít nói niệm Phật giết là nhạy bén, biết nói chuyện, nói đàng hoàng, nói hay. Còn một câu Phật hiệu này thôi nghe quý vị, áp dụng trong mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ luôn, rất là tuyệt vời. Nếu người mà đủ duyên để tiếp nhận câu Phật hiệu này thì thôi quá đặc biệt rồi. Đúng là báu vật vô giá. Báu vật vô giá.
cứ tán thán hoài đi, cả đời chúng ta tán thán câu Phật hiệu này hoài đi, tán thán hoài, bây giờ tán thán cũng không hết, càng tán thán càng thích, làm sao mà không tán thán hoài được quý vị. Trời ơi, những đức mà thật sự mà nói, ngồi suy nghĩ nói đúng là không thể nghĩ bàn, quá thù thắng. Không, tịnh độ này đúng là pháp môn quá thù thắng. Đông người ta mà làm, mà lo, mà nhân sự gì đâu mà, mà sao cái gì cũng đâu vào đó chứ. Nhưng Đức nghĩ, trời, cái này không biết ai mà làm nổi cái chuyện này. Nói mà 4 ngày lễ viếng Quan Âm bị nhìn người ta gì đâu mà kinh khủng. Nó này chỉ là có cái nguyện Phật Bồ Tát thôi mới đông vậy chứ sao mà đâu mà kéo về mà ào ào mà gọi là trời ơi. Cơm mà nấu đến mức mà cái lò nổ cái bùm. Nấu dữ quá, nấu cả ngày đêm nấu hoài, cái lò nước nổ cái bùm. Tiếp tục chét lại nấu nữa. Ghê thiệt chứ. Đúng là gan, thấy không? Mà đồ ăn thức uống gạo gì đâu mà nấu kịch liệt, nước nôi đồ quá trời. Nói vị thấy không, cái gì cũng đâu vào đó xong hết trơn đó. Nên từ nơi đó mà những đức nói đúng là mình niệm Phật niệm Bồ Tát có Phật Bồ Tát sắp xếp cho mình, cái gì cũng tiện lợi. Thêm cái nữa vị nhìn nhận đi, phải là cái sự gia trì Phật Bồ Tát không? Đông người như vậy mà quý vị thấy có một người nào mà lễ Quan Âm mà lễ giữa chừng mà xe cấp cứu chạy đến chở đi không? Mà trong khi nhiều người già, nhiều người già mà nó không có trường hợp này, ngộ ghê. Ừ, chắc chùa mình có vòng hộ niệm thì khỏi cấp cứu thì sao, đúng không? Nhưng mà hiếm lắm quý vị ơi, không có. Mà trong khi lại mà lại chậu lại mà đến nỗi người khỏe mà người ta lại mà còn chón dáng. 500 danh hiệu không có đơn giản đâu nghe. Ồ, quý vị thấy có nhiều nơi mà ta lễ 500 danh hiệu mà ta chia ra, đừng nói chuyện giỡn chứ, mà không có lại đâu, người ta gõ, ta ngồi ta bắt ghế ta gõ cho Phật tử lại. Mà ngồi gõ, gõ nhanh dữ lắm. Gõ tại vì mình không có lại nên mình gõ cho ta lại. Mấy bà Phật tử biết sao lại cũng le lử hết chứ. Cái nhiều cô đi đến chùa gặp những đức nói là tào ô tào thầy ơi thầy, bây giờ đi đến đây thầy có lại nhanh cỡ nào thì nó cũng không có nhanh. Chứ ngày xưa con lễ thầy, con lễ lộn mèo luôn. Thầy ông gõ nhanh quá trời nhanh, chưa xuống là ông ken 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 làm lia làm lìa. Có tiếng mấy à thầy? Nên lễ sao mà lễ nổi, dữ dằn quá. Thấy chưa, gõ mà, ngồi gõ lại vậy á, mà nó ngon hơn gõ nghe. Gõ nó không an lạc bằng lại đâu, nó thật sự luôn á. Nên nhớ, nên từ nào đó quý vị coi vậy mà chùa mình lễ được 2000 lại. 2000 lại 4 ngày. Chia sẻ Phật pháp thêm 16 buổi. Những đức có khi những đức nghĩ không biết những đức là cái thứ quỷ ma gì mà nó kinh khủng gì không biết. Nó thiệt luôn á. 2000 lại mà bị coi những đức la cỡ nào chứ đâu phải những đức dưỡng sức dưỡng gì đâu. Nó la một gớt cũng họng ra luôn á. Còn giảng pháp những đức la ôm sùm chứ đâu phải những đức lên giảng nửa tiếng một tiếng gì đâu. Giảng gần 2 tiếng mà ngày 4 buổi. Lại thêm 500 lại. Quý vị coi phải làm việc cho Phật Bồ Tát không? Cái này chúng ta muốn tán thán bổ nguyện đó nghe, chứ không phải là nói mình gì đâu. Người ta dặn dắt câu chuyện để ta tán thán bổ nguyện á. Ý những đức muốn nói là sức người của mình bình thường có làm được. Bây giờ quý vị coi trong 4 ngày đó quý vị những đức, quý vị về đây vì thấy những đức kim hết chân luôn á. Kim hết luôn. Trời ơi. Hướng dẫn tu, giảng pháp, lễ Quan Âm, sắp xếp đậu tràng, làm tắt tần tật hết rồi tất cả các khâu khác những đức bố trí thì cứ vậy mà làm. Còn cái chính quý vị lên chánh điện để quý vị thấy những đức không, đa phần là những đức giải quyết vấn đề với quý vị đúng không? Về đây thấy rõ ràng mà nó vậy đó. Mà chiều lên cái là vô niệm bổn sư, cái là tiếng rầm rầm đó, cái đó là quý vị thấy kinh chưa đó. Nó mà những đức nói không phải là hoàn toàn khỏe đâu. Có khi những đức chở về phòng những đức te tua với cái cần cổ luôn, đau cũng gần chết luôn. Vậy đó mà chút những đức qua giảng pháp là giảng ầm ầm. Bây giờ những đức giảng xong gì nàng chút về có khi
như Đức ho một cái mà nó rát gần cổ thấy ghê. Rồi đầu tiếng nó khào khào liền vậy mà lên đây giảng pháp là không có gì. Tin không? Phải tin 100% đó. Nè xác thực luôn. Chứ đâu phải như Đức nói, như Đức sức người hay ho gì đâu. Mà như Đức nói rằng mình làm việc cho Phật Bồ Tát, mình tán thán bổn nguyện Di Đà. Mà cái việc này Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng muốn, mà Phật Di Đà cũng muốn, mười phương chư Phật cũng muốn. Mà cái thằng này nó là phàm phu tục tử mà nó làm. Vậy thì thôi mình cũng chéo chéo vài cái. Nó thật thiệt, thiệt tình là vậy đó quý vị. Chứ quý vị coi những Đức ngồi xuống Đức giảng hoài luôn, có ghi chép gì đâu. Chỉ có là 16 buổi giảng mà 4 bữa đó là những Đức về bỏ ra thời gian nửa phút để ghi được cái đề tài, rồi là xong qua giảng rồi đó, ầm ầm vậy đó. Chứ bây giờ những Đức có ghi chép cái gì đọc thuộc gì đâu. Mà 4 ngày 16 buổi hay sao đọc thuộc. Người ta tháng giờ gì đó người ta viết được một bài giảng, ta thuộc được bài giảng. Còn cái này bây giờ lên thì nói chuyện thôi. Quý vị thấy rõ ràng cái này những Đức Ti nói đơn giản, nhưng khi quý vị nghe bị tin Phật Pháp dữ lắm. Cái quan trọng là quý vị nghe bị tin Phật Pháp, chứ không phải những Đức lên giảng mà kiểu bị nghe mà bị nặng đầu óc suy nghĩ gì cái văn tự như Đức giảng. Hoặc là quý vị nghe nói thầy này công nhận học thức quá, cao siêu quá, nói chuyện gì mà nhìn ghê gớm quá. Không phải vậy. Quý vị cái điều đó là quý vị chỉ có tính với cái việc ở thế gian. Còn cái điều mà quý vị nghe những Đức giảng là vì tin về sức thế gian đó. Vì tin là có bổ nguyện gia trì, có cái nguyện của Phật Bồ Tát gia hộ. Vì tin chỗ này nữa, ông thầy này ông nói mình nghe được. Ông nói sao mình nghe mình muốn đi tiểu mà không có đi được. Kỳ vậy đó, không có đi được. Nhiều người nghe những Đức giảng mà họ nói họ ngồi tại nhà mà họ không đi được luôn á. Không biết sao á. Nó mà cái đó là duyên dày thôi, chứ người mà không có duyên thì nó cũng đi thôi à. Người mà duyên dày thì nó không có đi được. Mà thật sự là nói nó lô riết thì sao á, nó gút mình, nó hút mình vậy đó. Mà đơn giản cái điều như Đức nói, vị thấy có khi nghe hoài có nhiêu đó đó. Nhưng mà sao vị nghe hoài thấy nó có cái lạ, chứ nó không phải là giống. Nhưng mà cái này là những Đức tin 100% nhờ mình niệm Phật. Nên những Đức trước khi mà qua đây giảng là những Đức lại Phật quý vị. Những Đức đều lại Phật không à, lại Phật trước khi đi giảng không à. Những Đức cứ lại Phật mà lại 4 chữ nghe. Lại 4 chữ. Ít gì những Đức cũng lại được mấy chục lại á. Rồi những Đức mới qua đây giảng. Đó, những Đức nói ra là chỉ có Phật gia hộ cho mình thôi, những Đức tin Phật dữ lắm. Chứ mình có khả năng gì giảng thuyết mà người ta nghe được, mà bao nhiêu con người ngồi đâu phải vài ba người đâu mà người ta nghe được. Đó, đó là cái điều mà quý vị phải nhận thức rằng cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn rất là đặc biệt, rất là thù thắng. Nên nhiều người á, người ta đi đến cái chùa mình, người ta nói là cái hàng Phật tử của chùa mình đúng là chịu tu thiệt. Quý vị biết rằng quý vị gặp một ông thầy không chịu tu nên quý vị chịu tu theo. Chứ nếu như quý vị gặp ông thầy mà ông thích đi vòng vòng, quý vị cũng đi vòng vòng à. Chứ làm sao, ông dẫn vị đi đâu, vị đi đâu đó. Nên mình gặp Phật Pháp gặp duyên không đồng. Mình mà gặp nhân duyên đặc biệt đúng thờ thì tuyệt lắm. Còn nếu mà mình gặp mà cũng gặp Phật Pháp mà mình gặp vòng vòng là mình vòng vòng luôn. Nên những Đức khuyên quý vị từ hôm nay đừng có đi kiếm nữa. Hãy kiếm A Di Đà Phật trong đời này đi. Đừng có kiếm ai nữa chứ nha. Kiếm cái gì? Bây giờ nói vài câu, nếu người niệm Phật mà gặp, quý vị gặp thì họ cũng nói vị khuyên niệm Phật à. Còn bây giờ những Đức nói với vị nghe là những Đức nói xác thực đó. Xác thực là những Đức làm cái việc này luôn. Vừa một người tăng hoàng mà những Đức bị què nữa nè. Hoàng mà què. Vậy đó mà quý vị coi. Bên cạnh những Đức làm, thấy không? Quèn mà què. Đó. Trời ơi, những Đức ngồi suy nghĩ nói trời ơi trời. Ngoài đời mà mình nói kiếm một phần tiền nho nhỏ thôi. Gì đâu mà nó chằng ai vay cũ gì đâu. Làm mười mấy năm trên thành phố mà thật sự mà nói có cái gì đâu chợ. Nó kiếm cây vàng cứ vợ mà kiếm không ra. Mười mấy năm trên thành phố làm luôn, làm muốn chết luôn. Ăn nhậu bê ta hư hỏng té xe ạch ạch chó dược. Có lần chó dược, có lần dược chó. Ủa thấy ghê thì có lần dược chó luôn, nhậu xỉn vô hết biết gì, dược chó chạy quá trời. Còn nhậu chưa xỉn thì bị chó dược biết chạy. Còn nhậu xỉn quá ba trận luôn, dược chó luôn. Té xuống ạch, xuống ói tại chỗ, lăn 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 lóc 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 trong cái đống ói.
Xong bắt đầu là chó lỡ, chó nhìn tưởng đâu quỷ, chó chạy. Gì đó. Gì mà gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ niệm Phật. Gì mà bây giờ coi kìa, ngồi nghe kìa. Ngồi nghe chăm chú mà nhìn, trời ơi, nhìn mặt mày, nhìn thấy gớm mà cứ nhìn hoài. Kỳ cục ghê, quý vị thấy. Phải là nhờ cái công đức niệm Phật không? Có quang minh phổ chiếu không? Những đức nói, những đức mà không đi tu nghe, tất cả quý vị ngồi trong đây, quý vị nhìn những đức quý vị muốn quýnh không? Chứ đừng có nói mà nghe. Nói, quý vị nói bây giờ quý vị tin niệm Phật không? Phải chi mà con người này á, mà họ đi Đông Tây Nam Bắc, họ đi tìm tùm lum tùm la, họ cầu học tá lã âm binh. Thì vị nói là do đi quá nhiều, nó biết nhiều quá nên nó giảng kịch liệt luôn. Nói làm chi, dầm dao làm sao dám dám bì với ông này. Cái ông này ông biết nhiều quá. Còn bây giờ vị coi những đức là xác thực 100% luôn. Từ khi mà những đức gặp Phật Pháp tới giờ vị biết có cái đạo tràng nào mà những đức biết đâu. Nhân Đức đi đến Vũng Tàu này, quý vị hỏi Nhân Đức từ đây qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm dưới đây, quý vị hỏi Nhân Đức thầy có biết thêm chùa nào ở đây không? Không có biết chùa nào hết trơn, thấy chùa chứ chưa vô lần nào, chưa vô chùa nào hết trơn, không có biết chợ búa nào hết trơn, không có biết ở đâu hết trơn, chỉ biết vậy đó, chỉ biết đây qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm đi về đây thôi, không có biết thêm ở đâu. Ngày xưa trên tỉnh Thất Quan Âm 5 năm gì, xuống Đức Trọng có chút xíu cũng không biết nữa. Không có biết, muốn ở chùa thôi, chỉ niệm Phật thôi, lo cho người trong chùa thôi. Ai đến thì lo, không đến thì thôi. Cứ vậy không đó, mà niệm Phật hoài vậy đó. Mà niệm giết rồi bây giờ quý vị coi á, từ một con người gì đâu. Vậy đó mà bây giờ quý vị coi nói chuyện người ta nghe ào ào, dẫn dắt người ta tu ì ì. Nó, rồi mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp đâu. Các trang chia sẻ tá lả, bấm chỗ nào cũng thấy cái mặt như Đức. Bấm thí bấm đại cũng thấy cái mặt như Đức nổi lên. Viết mà bây giờ mỏ nhọn thành mỏ méo luôn. Ta làm hình ảnh tùm lum tùm la, méo xộm tứ tung lang tan. Vậy mà ta cũng nghe. Thì coi á, Nhân Đức muốn nói với vị nghe là cái bổ nguyện niệm Phật này nó quá vĩ đại rồi. Từ một con người như Nhân Đức như vậy mà bây giờ bao nhiêu con người nghe, vậy vị nghĩ sao? Nhân Đức muốn nói những điều này là tặng đáy lòng mình rồi còn gì nữa. Vị thấy có ai giảng pháp mà nói mình đến mức gì không? Nhân Đức muốn dùng cái cách để tán thán tịnh độ bằng một cách hạ mình thấp nhất. Mà thật sự vậy chứ hạ gì? Nói thật mà hạ gì chợ? Tôi là nghèo mà làm ăn không ra tiền mà hư hỏng, nhậu nhẹt đủ thứ thủ đoạn hết trơn á. Chứ đâu phải là tôi ngon lành gì đâu chợ. Vậy mà tôi chỉ có niệm Phật đó, nhưng mà cuối cùng tôi nuôi với bà già. Sao kỳ cục? Chứ tôi hồi xưa tôi nuôi con gái chứ đâu nuôi với bà già. Nếu mà ông chờ mà cho những đứa có phước có tiền là những đứa sẽ nuôi nữ trẻ ngoài đời. Chứ đố mà nuôi với bà già, nuôi với bà già làm chi có được gì đâu. Hiểu không? Nuôi bà già có được gì đâu. Vậy mà niệm Phật cứ không nuôi với bà già. Mà nuôi người già thì nuôi người trẻ luôn, để người trẻ nuôi người già. Bây giờ tự nhiên hình thành một tư tưởng luôn vậy đó quý vị. Hình thành một tư tưởng, gặp là đưa lên tư tưởng đủ kịch liệt luôn. Ngày xưa gặp cái là bạn bè gặp nhau hỏi chắc đi làm vài chai quá, sáng nay chưa có chai nào hết trơn, sao thấy nó lạnh lạnh sao, thấy chưa, bàn cái gì đâu không à. Còn có khi bữa nghèo quá không có tiền, đi ra ngoài cái đường Sương Nguyệt Ánh hay chăng, cái đoạn đường đó thì đường đẹp, bắt ghế ngồi nhìn xe chạy qua chạy lỡ, thấy nhỏ này chạy ngang nhìn theo, nhỏ cái chạy lỡ nhìn theo. Hai thằng ngồi bàn, nhỏ này tròn, nhỏ kia méo, cứ ngồi tàu lao không mà vậy đó. Thấy, thấy tàu lao thấy ghê chưa? Một người tàu lao những đức mà niệm Phật mà bây giờ nói chuyện người ta nghe ào ào, người ta ngồi dưới kìa. Ngộ ghê chưa? Đó, đó, đó tôi nói rõ ràng đó, quý vị có tự tin không? Quý vị có tự tin, quý vị giảng tịnh độ không? Tự tin chứ. Người gì mà con giảng tịnh độ được mà nói cái gì, nãy giờ nói gì đâu. Nói gì đâu, nói hoài kỳ cục. Ngồi nghe được mà cừ. Mà tự nhiên mà quý vị nghe những đức lại vị thấy vị có sự tự tin liền à. Tự tin học Phật được. Mà nhiều người người ta nói vậy nè, con nhờ nghe thầy giảng mà con học Phật đó thầy. Con hư thấy ghê luôn mà con nghe thầy, con thấy thầy còn hư hơn con. Con thấy con học Phật được. Hồi xưa con nghe Pháp á, là con cứ nghĩ là quý thầy là thiện căn dày quá trời luôn, quý thầy mới được đi tu. Còn con cứ coi con là người không có thiện căn nên làm sao con tu được trong nhà Phật.
Nhưng mà từ khi con nghe thầy là con thấy con tu được á. À, đó. Nói thì sao mà ta thấy người ta tu được là ngon rồi đó. Vậy thì pháp môn tịnh độ này ai mà niệm Phật không được giảng sanh? Ai cũng được giảng sanh chứ. Nghe chưa? À, cái bộ nguyện của Di Đà cũng như là một mẻ lưới dày vậy đó. Trứng nước cái gì ngày cũng vớt sạch đó. À, chứ không phải là gọi là cá không đâu. Trứng nước thì cũng vớt luôn. Muốn vô mẻ lưới là ngày vớt sạch. Vớt hết. Vớt về cực lạc hết. Dùng cái bổ nguyện để vớt. Hiểu chưa? Thì niệm ngày ngày vớt. Niệm ngày ngày vớt. Không niệm thì vớt không được. Tại vì không niệm thì không cảm bổ nguyện. Nên mình niệm Phật thì ngày vớt. Nó gọi là quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật. Quý vị là người niệm Phật là đang được tắm mình trong quang minh của Phật. Vì ngồi đây mà nghe tán thán danh hiệu Di Đà, quý vị biết không, quý vị đang tắm mình trong quang minh. Mát không? Mát rồi mới cười nè. Gặp mà nóng sao cười. Nên coi cô nói tờ công nhận con thấy gì đâu. Con nghĩ Phật Pháp không thể nghĩ bàn. Ngày lễ ngồi nghe chặt cứt. Chặt quá trời chặt. Mà sao mà nó không có nóng? Nhưng Đức nói quang minh sôi gọi mà nóng cái gì mà nóng. Bà nói ngộ ghê, mồ hôi đổ ướt mình mà chút mát lạnh. Nó đúng rồi, mồ hôi đổ ướt mình chân thì nó mát. Cô nói gì cũng đúng hết chứ. Người địa Phật sao nói gì cũng đúng chứ, ngộ quá. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng quý vị ngồi gì nè, quang minh Phật đàn ngày chùm xuống. Chùm xuống. Quý vị thấy sung sướng cái nào chưa? Quang minh là chùm xuống, quý vị nghĩ sao? Ngồi cứ là hút hít cười hoài. Quang minh chùm xuống mà cười hút hít hoài vậy đó. Lạ vậy đó. Mà có khi cũng đau chân. Nhưng mà trong lòng nói không có gì đau. Thầy giảng tao cừ mày đau kệ mày. Thấy chưa? À, cái tâm đó mà ngồi gần 2 tiếng đồng hồ đó chàng. Nên những Đức nói là mấy cái cô mà ủng hộ tinh thần những Đức giảng á nghe. Mấy cái cô này sau này phải giảng sanh trước những Đức. À, cái công đức vô lượng vô biên mà. Không có mấy cô nhà Đức giảng pháp cũng không có hay mấy ngày lễ như vậy đâu. Nó thiệt luôn á. Những Đức thần nghĩ là cảm ơn phái nữ đi ghê. Ủng hộ tí sợ thiệt. Phái nào cũng ủng hộ nữa mà mấy ông không có đông bằng. Mấy ông coi kìa 1, 2, 3, 4, 5. Mà năm hàng lùng. Không được năm hàng dài nữa mấy ông coi. Mấy ông có bằng nửa chánh điện à mà năm hàng. Còn mấy ông nhìn xuống bên dưới đi. Ông nhìn kinh chưa? Không mà công nhận nha, những Đức cũng có duyên với người nữ đông thiệt nha. Con nít nhỏ, con gái thì nó cũng quý mến những Đức nữa. Chắc cái duyên nhiều đời nhiều kiếp chứ mình cũng gieo duyên với mấy bà này dữ lắm. Không, nhiều đời nhiều kiếp mà mấy bà khó khăn này kia rồi mình vớt hết á. Rồi mình lo lắng rồi mình quan tâm. Thấy không, bây giờ chắc cũng thiếu nợ tôi nè. Nơi đầu tôi giảng là ngồi trời ơi, ngồi đau chân đau cẳng, ngồi cừ hú hí chứ không phải giỡn đâu. Chứ gặp mà họ mà không có nhân duyên gì với mình, không có ngồi họ vui gì đâu trời. Họ ngồi nghe một chút rồi họ đứng lên rồi đi ra à. Kỳ sao họ không có lợi ngồi nữa, họ ghét à. Mà này họ quý mến là có duyên nhau đặc biệt lắm á. Không kệ đi, mình cứ kết duyên gì đời đời kiếp kiếp đi. Mình về cực lạc rồi mình trở lại đây mình cũng độ sanh nữa. Hiểu chưa? À, không mà mình có duyên gì nghe, mai mốt mình về cực lạc mình chở xuống lọt á, mình xuống nguyên nhóm này luôn á. Quý vị coi á, cái người ta mà lập ra cái nhóm Di Đà là do gì? Người ta đã có nguyện Di Đà mà ta đến ta lập thành cái nhóm Di Đà, làng Di Đà cho vị biết, không có giỡn đâu. Nên mình mai mốt mà nguyên một cái vàng này từ cực lạc xuống á, mình lập ra cái xã Di Đà. Đông quá rồi thành cái xã Di Đà, đúng không? Ồ giỡn đâu nghe, ủng hộ tinh thần ghê lắm. Từ nơi đó là nghe nói tán thán Di Đà là ai cũng thích chứ nha. Tại vì nguyên nhớ mới cực lạc mình xuống lượt luôn. Tại vì mình có cái nguyện đi độ sanh,
Nên mình đi một lần, mình đi một lần là vài ngàn người vậy đó. Ồ, thế giới cực lạc mà đi vài ngàn người ăn thua gì. Trời ơi, thằng thông diệu dụng đó, chỉ cần búng tay cái thôi là mình đi tới quốc độ đó rồi. Chéo. Thí dụ như tất cả các cô là nữ gì nghe, mấy cô nữ gì đó mà mấy cô đi độ sanh đó, là tự nhiên cái duyên của người nào đi đến cái quốc độ đó làm nam là làm nam, còn người nào đi đến quốc độ đó làm nữ là làm nữ ha. Rồi cái nam nữ đó, đó nó gặp nhau đến cái quốc độ đó có khi nó làm vợ chồng nè. Tại vì sao? Nó phải đi độ sanh, nó phải làm đa dạng luôn, nhưng mà nó không có bị trở ngại gì cái chuyện giải thoát hết trơn. Nó chỉ là hình thức của cái cảnh đó thôi, chứ ngoài ra nó không có bị một cái gì thối chuyện, không có thối đọa nữa. Tại vì người đó cực lạc rồi sao thối đọa. Quý vị có đi làm vợ làm chồng ai, quý vị cũng không có bao giờ thối đọa, mà quý vị chỉ là thị hiện đến với cái nhân duyên gặp người đó, với cái nguyện mà đã từng phát ra, rồi đi đến đó làm vợ làm chồng của nhau trong một cái thời gian ở cái cõi đó để độ sanh thôi, rồi trở về cái thế giới cực lạc lại. Trời ơi, có gì đâu sợ, hiểu không? Mà mình ít bao giờ mà mình đi về cực lạc rồi mà mình trở lại mà mình gặp mấy thằng chồng lũ đạn lắm. Không bao giờ có. Gặp mấy thằng chồng ngon lành không à. Chồng toàn là chồng dễ thương, chồng hỗ trợ mình tu, không có trở ngại nhau gì chân á. Ít có, hiểu không? Tại vì cực lạc xuống mà. Nên sau này tất cả mấy cô ở trên cực lạc đi độ sanh á, mấy cô có thằng thông, mấy cô bay dèo dèo vậy đó. Ồ, nghe mà nó mê gì đâu. Nghe không? Cái cảm giác mà khi mình nghĩ mà lúc mà mình ở thế giới cực lạc không, mà khi mình đi độ sanh vậy đó nghe. Nhưng mà tất cả chúng ta đang ở cực lạc bình thường. Mình đi độ sanh nhưng mà mình ở cực lạc bình thường. Tại vì người ở thế giới cực lạc có cái năng lực gọi là phân thân đa dạng. Phân thân mà gọi là muôn vạn cảnh giới luôn. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn ở cực lạc bình thường. Còn cái này mới là cái tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu. À. Ngày xưa những đứa có một cái nghĩ gì nè quý vị. Những đứa nghĩ, ồ, ở cái cõi này khổ quá, vừa về cực lạc cái đi nữa, vừa về cực lạc cái đi độ sanh tiếp tục nữa. Vậy thì cái cảm giác ở thế giới cực lạc làm sao? Không, những đứa có đặt câu hỏi, đặt câu hỏi trong tâm mình vậy luôn. Sau này những đức đọc những quyển sách chư tổ sư, những đức mới ngộ ra là ô, thì ra mình về thế giới cực lạc rồi là mình luôn luôn ở quốc độ cực lạc, nhưng mà mình có năng lực phân thân y gan di đà không có khác. Mình đi đến những quốc độ nào có duyên mình độ sanh, nhưng mà bản thân chính của mình vẫn ở cực lạc. Ồ, quá tuyệt. Trời ơi, nghe mê gì đâu. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.